Dạ vâng, Biển Xanh xin mến chào quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin mến chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công nhé. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt trong khu dân cư Mỹ An, thuộc khu dân cư của chủ đầu tư Trần Anh Group đầu tư cái khu vực này quý anh chị nhé. Đây là thuộc ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một căn nhà phố liền kề có diện tích là ngang 4, dài 14, nhà một trệt một lầu, sổ hồng riêng đã hoàn công quý anh chị nhé. Đây, đây là phía bên ngoài của căn nhà. Khu dân cư Mỹ An. Diện tích 4 x 14 hướng Nam cũng khá là mát. Bây giờ thì Biển Xanh xin mời quý anh chị mình cùng đi vào bên trong căn nhà để khám phá nhé. Phía trước là một khoảng sân cho mình để xe. Bên ngoài thì cũng chủ đầu tư cũng có làm cho mình cổng sắt, rồi mái tôn bắn ra hết là rất là an toàn rồi quý anh chị. Rất là đảm bảo an ninh. Bên trong là khoảng sân để chúng ta để xe máy. Khoảng sân này là khoảng hơn 2 mét đó quý anh chị. Và bên trong thì cũng là cửa kính cường lực 4 cánh. Bước vào bên trong nữa thì chúng ta sẽ gặp là khu vực của phòng khách. Nhà này là nhà phố liền kề, một trệt một lầu đúc thật đó quý anh chị. Và căn này có giá là 1 tỷ 270 triệu, còn thương lượng nhẹ, bớt lọc may mắn, bao sang tên công chứng trong ngày cho mình. Nhà đã hoàn công quý anh chị nhé. 1 tỷ 270 triệu là chúng ta dọn vào ở ngay. Nhà rất là sạch sẽ, thoáng mát. Đây là khu vực của phòng bếp. Căn này thì mình mua về thì mình gắn thêm những cái kệ bếp ở đây. Ở đây thì chủ đầu tư chưa có gắn kệ bếp cho mình. Mình mua về thì mình sẽ gắn kệ theo cái sự yêu thích của mình. Điện nước đầy đủ rồi. Và trong khu này thì nước cũng hoàn toàn là nước máy quý anh chị nhé. Một trệt một lầu đúc thật, 1 tỷ 270 triệu thuộc khu dân cư Mỹ An, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ngay kế bên là khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia. Và căn này thì sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ. Nó cũng cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 3 km. Trên lầu mình có 2 phòng ngủ, 1 WC và ban công. Phòng ngủ cũng khá là rộng đó quý anh chị nhé. Phòng này có thể là làm phòng cho bố mẹ được này, khá là rộng. Điện nước đầy đủ rồi, chúng ta mua là chỉ việc dọn vào ở ngay thôi. Phía bên ngoài là ban công. Cái khu này dân cư người ta ở cũng rất là đông đúc rồi. Gần chợ, gần trường, gần bệnh viện. Tất cả những cái tiện ích phục vụ đời sống con người thì nơi đây đã hiện hữu hết rồi quý anh chị nhé. Mình về đây để mà an cư lập nghiệp hoặc là mua để đầu tư sinh lời thì cái khu vực ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An này nó có cái giá trị bất động sản rất là cao đó quý anh chị. Dân cư nhà cửa ở thì vô cùng là đông đúc. 1 tỷ 270 triệu là chúng ta sở hữu ngay một căn nhà phố liền kề, diện tích là ngang 4, dài 14, bao gồm sân trước để xe, phòng khách, phòng bếp. Trên lầu có 2 phòng ngủ và WC quý anh chị nhé. Mua là chỉ việc dọn vào thì ở ngay thôi. Nước cũng hoàn toàn là nước máy. Và căn này là hướng Nam cho nên cũng rất là mát đó quý anh chị. Một trệt một lầu đúc thật quý anh chị nhé. Nhà mới sơn sửa lại nên cũng rất là còn mới, còn thơm mùi sơn. Chúng ta mua là dọn vào ở ngay, đón Tết Nguyên Đán luôn đó quý anh chị. Phía trước này chúng ta để xe cũng khá là rộng rãi. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy ngay lên, kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Khu dân cư Mỹ An của chủ đầu tư Trần Anh Group. Khu này nằm ngay kế bên cạnh là khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia đó quý anh chị. Cho nên chúng ta di chuyển giao thông cũng vô cùng là thuận lợi và dễ dàng. Dân cư ở đây thì hiện hữu, ở đã đông đúc, ở kín hết rồi. Mình mua và an cư ở những cái nơi mà dân sinh người ta đã ở đông thì cũng có cái cảm giác nó rất là đông vui quý anh chị. Và mình chạy thẳng ra đây, quẹo tay trái đi 15 mét là có gặp ngay cái sân bóng đó quý anh chị nhé.
đường là đường thông. Trong khu này nước là nước máy và đường thì là toàn bộ là đường nhựa hết rồi, cho nên chúng ta di chuyển rất là dễ dàng. Một lần nữa, Biển Xanh xin kính chúc quý anh chị, quý nhà đầu tư nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất về bất động sản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư ở những clip tiếp theo.